mình không biết trong mắt người khác đạt G tệ thế nào, nhưng đối với mình và hai đứa con nhỏ anh ấy cực kỳ tốt. Đó là lúc chưa bị đấm thôi, cứ bị rồi biết. Trước khi bị đấm thì ai cũng đã từng là chân ái. Đó là Xin Di Lư nói, còn Xin Di Lư thì chưa dám chắc. Ngày xưa Du Uyên cũng nói hệt như này, nửa năm sau thì bị ăn đấm thay. Diễn tả cảm xúc khi tra đáp án của Bộ Giáo dục. Nói chung là đáp án mấy thầy giải đúng đấy, có mỗi đáp án em sai thôi, cho nên là làm thiệp cưới kiểu gì cho đẹp nhờ. What the hell? Cảm xúc khá là vui vì vừa đi in thiệp cưới xong rồi. Cũng muốn đi in thiệp cưới như các bạn nhưng mà không có thằng cha nào rước. À đâu. Dự kiến là trưa nay không phải nấu canh. Cộng đồng mạng truyền tay nhau video về cô gái vượt khó nhất mùa dịch năm nay, lặn lội ra đường mua hai hộp ba con sâu về cho bạn trai đang chờ ở nhà. Giờ hỏi, không mang bao em có bầu anh có chịu làm cha thằng bé không? Auto qua chốt. Nhanh trí đọc câu, mỗi gia đình chỉ nên sinh hai, để nuôi dạy cho tốt, không nhanh là vỡ kế hoạch thì nhà nước chịu nhé. Nhớ dùng đồ bảo hộ nhé mọi người ơi. Wow. Sau này chúng ta cũng đừng thắc mắc sao mấy bé sinh mùa Covid lại đông thế. Quá chuẩn luôn. Đạt G đăng ảnh bánh sinh nhật và cảm ơn bạn gái Cindy Lư tặng trong ngày đặc biệt. Hả? Chúc mừng sinh nhật võ sư, à nhầm ca sĩ Đạt G. Đạt bấn 2, sản xuất thêm vì một phần là chưa đủ. Có phần 3 luôn không? What? Cảm ơn em và anh hứa sẽ không đi đường quyền với em mạnh như với chị Uyên đâu, anh sẽ đi nhẹ nhẹ hơn. Hạnh phúc đơn giản của một võ sư. Trưởng thành hơn, cú đấm cũng trở nên chất lượng hơn. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Bộ Giáo dục Đào tạo công bố đáp án chính thức các môn thi, nhiều sĩ tử soát lại thấy tự nhiên hụt mất 5-7 điểm so với dự kiến. Từ nay có thể khẳng định Ấn Độ không nằm ở châu Phi, đồng bằng sông Hồng không có lợi thế khai thác dầu mỏ, đốt than tổ ong không tạo khí no tơ, đặc biệt là người ta so di ai am lết thì đừng có trả lời xem to diêu. Bộ phim Sóng Gió Gia Tộc sắp được công chiếu chính thức trong giờ cơm những ngày tới, cùng đón xem nhé mọi người. Em trượt đại học rồi, có ai book em đi hát không ạ? Cầm mic hát đi em. Tạm biệt nhé những bạn học từng ghét bỏ nhau, tạm biệt nhé những lời cảm ơn chưa kịp nói, tạm biệt nhé bài tập về nhà, tốt nghiệp rồi, sẽ không còn cùng nhau cười, cùng nhau học bài, cùng nhau chơi đùa nữa, sẽ nhớ lắm những ngày tháng chúng ta đã cùng nhau trải qua. Tạm biệt nhé cô chủ nợ ngoài cổng trường vì chưa kịp nói lời xin lỗi cách đây 7 năm. Tạm biệt nhé đứa bạn cùng bàn, hỏi bài không bao giờ nhắc. Ra khỏi phòng thi nghĩ được 10 điểm, lên mạng dò thì được 8 điểm, rồi bộ ra đáp án được 5 điểm. Kiểu gì? Đời không giống như là mơ, cũng như trong mì hảo hảo không có tôm vậy. Lúc biết điểm còn 3 điểm. Sau về báo điểm được 2 điểm. Phúc khảo xuống liệt luôn. Còn có thể tô sai nữa, cho nên là bộ thông báo điểm được 2,5 điểm. Đến lúc xách ba lô và đi nhập học trường đời rồi, còn một số nữa thì đi in thiệp cưới thôi.
Google 8 giờ điểm thi trung học phổ thông. Vẫn Google 8:05, Google có mệt không? Tôi làm trong một công ty xuất nhập khẩu, một tháng lương trung bình 25 triệu, nếu có thưởng sẽ vượt con số 30 triệu, 30 tuổi. Tôi vẫn chưa lập gia đình vì chưa tìm được đúng người nương tựa cả đời, và tôi thà sống độc thân cả đời còn hơn phải làm vợ một người đàn ông lương chưa tới 30 triệu một tháng, một cô gái chia sẻ. Ông bạn đọc cái này và tham khảo nhé, không phải ra đường gặp gái mà cứ hú hú như tinh tinh thế đâu nhé, chúng nó lương 4 năm bạn cả đấy. Vâng, và con trai cũng thà ế chứ không cưới con gái như bạn, trai 80 tuổi còn đẻ được nhưng gái 40 đã hết đẻ. À đâu. Lương mình 20 củ, thôi cố làm thêm cho đủ 30 củ vậy. À mà các anh em mây tầng trên hút đi, mình không có ba bích. Và đùng một cái dịch bệnh ập tới, công ty phá sản, tôi thất nghiệp. Và thế là nó lại đi lấy thằng lương 7 triệu một tháng. Trong một bữa tiệc mừng sinh nhật của sếp, Tèo được dịp ngắm nghía các mỹ nhân đến no căng cả đôi mắt. Nghĩ đến cảnh ế vợ bền vững của mình, Tèo tính cần phải liều một phen. Và Tèo, với một nụ cười thường trực tươi rói đã mon men tới gần một em rất lịch lãm. Chào cô em xinh đẹp, chúng ta làm một điệu nhảy lambada nhé. Cô gái nhìn chằm chằm vào Tèo rồi cười khẩy. Anh là ai? Tôi chỉ nói chuyện với những người giàu có thôi. Những người làm một ngày mà ăn cả tháng, như được gãi đúng chỗ ngứa. Tèo hào hứng, sời, có bỏ bền gì. Như anh đây, chỉ cần làm một ngày là thoải mái ăn trong cả năm. Mắt cô gái long lanh, nước sang Tèo trìu mến. Ôi thật tuyệt vời, nào chúng mình ra nhảy thôi. Mà này, gia đình anh làm nghề gì vậy? Tèo hào hứng trả lời đầy tự tin, nghề làm muối. Thành Thanh đã có câu trả lời đúng chưa, chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Ngoài ra top 10 bạn sau: THB, Vượt Sáu, Hen DJ, Tí Nhạc Cho Vui, Quê Hương Tôi, Trường Định, Gamer Lâm Phan, Tam Lương, MD Channel, Đức Nguyễn cũng có câu trả lời đúng nhé. Còn đây là câu hỏi phần này, điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.